Chào các bạn, đây là trường học của bạn Gia Hân đây. Hôm nay là ngày thứ hai Gia Hân đi học sau khi khai giảng nha. Bây giờ mình sẽ vào đón Gia Hân. Sân trường rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ lên lầu 1 để đón Gia Hân. Các bạn cùng theo mình nha. Lớp của Gia Hân ở đằng kia kìa các bạn ơi. Ở trên hành lang lớp người ta cũng trang trí những cái đồ chơi rất là đẹp đây. Wow, có bông hoa nữa. Gia Hân ơi, Gia Hân nói Gia Hân ngoan cho nên cô tặng cho Gia Hân một quả bong bóng nè. Thôi con về đây. Thôi con về đi. Bữa nay nó ăn đó, có bắt cô đốt bông cô. Bữa nay ngoan. Hồi hồi hôm qua em hỏi cái nó nói con mấy bạn tự ăn thôi mà con không thích, con thích cô đốt. Có mấy? Này biết sáu tay luôn hả? Giỏi với ta. Năm nay Gia Hân đi học rất là ngoan, không có đòi nghỉ học và cũng không có khóc nhè nữa nghe. Gia Hân còn khen cô giáo rất là hiền, không có la, nói chuyện rất là nhẹ nhàng nữa. Cho nên Gia Hân rất là ham được đi học luôn. Yeah! Bây giờ Gia Hân sẽ chuẩn bị về đây các bạn ơi. Trong sân trường của Gia Hân có những cái cây trồng rất là dễ thương. Đây là cây táo đây, có trái nữa nè, nhìn rất là đẹp luôn. Wow! Trời ơi, có cây giỏi nữa kìa mẹ. Tốt mấy cây cây này lắm. Bên đây còn có cây cóc nữa nè. Những cái cây ở đây rất là nhỏ nhưng mà yes, trái thì rất là nhiều. Nó vừa trang trí đẹp mà nó vừa làm tăng cái sự hứng thú khám phá của các bạn nhỏ nữa nghe. Ngoài bên đó câu cá đi mẹ. Bên đó là khu trò chơi dành cho các bạn nhỏ. Mỗi lần ra về, Hoàng Kim và Gia Hân đều hay lại đây chơi. Bây giờ Hoàng Kim lên lớp 1 rồi, Gia Hân chỉ chơi một mình thôi nha. Khu câu cá ở đây thì cá động vật nhìn rất là mới và đẹp luôn nghe. Mấy bạn đang lựa cần câu nhưng mà cần câu thì chưa có cục hết cho nên chưa có câu cá được. Sân trường của các bạn thì có những cái khu trò chơi giống như nhầy hay là có những cái sân banh, sân cầu lông hay khu giải trí gì. Các bạn hãy bình luận ở dưới cho mình biết nhé nghe. Bây giờ thì mình sẽ cho Gia Hân chơi một tí nữa rồi mình sẽ đi về nha.